Những ngày cuối cùng của năm 2020, khán giả Việt vô cùng bàng hoàng khi đón nhận thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long qua đời. Do đột ngột qua đời ở Mỹ, nên lễ tang giọng ca Nợ Duyên được tổ chức trên đất khách. Sau đó, tro cốt anh được mang về Việt Nam an táng tại quê nhà Đồng Tháp. Ngày 7 tháng 4 cũng là tròn 100 ngày mất cựu thành viên nhóm 1088. Nhiều bạn bè đồng nghiệp của cố ca sĩ cũng tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để ghé thăm phần mộ nam ca sĩ tại quê nhà Sa Đéc, Đồng Tháp. Theo đó, Lâm Vũ chia sẻ hình ảnh chụp cùng bố Vân Quang Long trong chuyến viếng thăm phần mộ người bạn thân thiết. Lúc sinh thời, Lâm Vũ và Vân Quang Long đều là những người anh em, không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống hàng ngày. Chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, Lâm Vũ viết: "Mới đây mà 100 ngày của bạn tôi rồi. Bạn linh thiêng phù hộ cho ba mẹ và các con của bạn được bình an nhé." Cũng trong sáng cùng ngày, gia đình người thân của Vân Quang Long tổ chức lễ tưởng niệm cho anh tại khu vực phần mộ gia tộc. Nhiều bạn bè thân thiết của nam ca sĩ lúc sinh thời cũng có mặt để tham dự, đồng thời ôn lại những kỷ niệm đẹp với cựu thành viên nhóm 1088. Về phần Linh Lan, người vợ thứ hai của Vân Quang Long, vốn dĩ Linh Lan không được phía ba mẹ chồng chấp nhận nên từ trước đến nay cô vẫn lập bàn thờ và cúng kính tại nhà riêng. Hôm nay ngày 7 tháng 4, vợ thứ hai của nam ca sĩ đã mời sư thầy cùng những người thân quen đến nhà cầu siêu cho chồng. Trên trang cá nhân, Linh Lan đã livestream cận cảnh diễn ra ngày lễ 100 ngày. Theo đó, con gái út của nam ca sĩ cũng được mặc đồ tang trắng quỳ trước bàn lễ để thắp hương cho ba. Nhìn cảnh này ai cũng đau lòng vì bé Helen còn quá nhỏ, chưa hiểu được những gì con đang thực hiện theo sự chỉ dẫn của mẹ. Vợ hai nam ca sĩ bộc bạch: "Hôm nay 100 ngày của anh Long, tròn 100 ngày anh đi về một nơi xa, Lan cũng có làm lễ cầu cho anh, mong anh siêu thoát." Trước kia lễ 49 ngày vào dịp Tết thì Linh Lan cũng tạm gác mọi việc để thực hiện đầy đủ các nghi thức. Thời gian qua cô vướng khá nhiều ồn ào trong việc tiền nong, mâu thuẫn không được chấp nhận từ phía ba mẹ Vân Quang Long. Nhiều người thân và nghệ sĩ nước ngoài đều lên tiếng phàn nàn thái độ, cách ứng xử của Linh Lan. Cô cho biết hiện tại giữa mình và ba mẹ chồng có khoảng cách nên cô chưa thể về thăm mộ anh hay nói chuyện với gia đình. Mọi việc có lẽ cần thêm thời gian để hai bên hiểu nhau hơn. Linh Lan cũng không muốn gây thêm sự hiểu lầm vì thời gian qua ai cũng mệt mỏi. Vợ hai Vân Quang Long cũng từng xin lỗi mẹ anh nhưng bà vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhìn nhận sự việc. Con trai mất đi, ba mẹ anh rất rối trí. Đến nay Linh Lan vẫn được sự trợ giúp của mẹ ruột. Khoản tiền quyên góp cô để riêng tiết kiệm cho bé Helen theo đúng mục đích mà mọi người mong muốn. Cô mong mọi bình luận tiêu cực sẽ dừng lại để mình bình tâm kiếm việc làm nuôi con nhỏ. Kỷ lục án phạt nặng nhất lịch sử VCS mới đây đã được xác lập bởi Zerot Phạm Minh Lộc, game thủ đường trên của đội tuyển SPTC Esports. Theo đó, game thủ từng 3 lần liên tiếp vô địch VCS đã có phát ngôn không đúng mực và ngay lập tức án phạt cấm vĩnh viễn Zerot tại VCS cũng đã được đưa ra. Sau sự việc này, cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao về phát ngôn gây sốc của Zerot và án phạt lịch sử đã được đưa ra. Còn người được chờ đợi lên tiếng nhất chính là thầy giáo ba, người anh thân thiết của Zerot và cũng là người sáng lập ra đội tuyển SPTC Esports. Trên sóng livestream của mình, thầy giáo ba cũng đã reaction những gì Zerot đã nói và chia sẻ về án phạt của Ma Vương. Trước phát ngôn của người em thân thiết, thầy giáo ba đã phải ôm đầu câm nín. Sau thời gian bình tĩnh lại, streamer hàng đầu của Liên minh Huyền thoại Việt Nam chỉ có thể thốt lên: "Anh ba chưa kịp đuổi mà Lộc đã đi luôn rồi." Đồng thời, khi thấy quyết định xử phạt của ban tổ chức VCS trên mạng xã hội, thì thầy giáo ba đã nhận xét rằng hình phạt của Zerot là hơi nặng. Tuy nhiên, thầy giáo ba cũng cho biết rằng mình không muốn nói nhiều và bị cho rằng bên đàn em cũng như khiến vấn đề đi xa thêm. Tối ngày 6 tháng 4, Jack đã chính thức tung teaser concept cho sản phẩm comeback mang tên NLNLNL. Teaser MV dài khoảng 30 giây hé lộ những phân cảnh đậm chất giang hồ của Jack. Màn nhá hàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hashtag liên quan về sản phẩm NLNLNL đã leo lên những vị trí cao nhất top trending tại Việt Nam. Đáng chú ý, giữa một loạt hashtag về Jack lại xuất hiện một chiếc hashtag Sơn Tùng MTB. Dân tình không khỏi thấy lạ với sự xuất này, điều tra lý do thì mới phát hiện ra một chi tiết cực đáng yêu của Sơn Tùng MTV. Nam ca sĩ đã đi comment dạo bài viết của một người bạn, nhưng mà fan lại đồng loạt nhận được thông báo, thế là ồ ạt vào xem Sơn Tùng MTV đã bình luận gì. Dân tình ùa vào thả ha ha ngay vì ngôn ngữ đậm chất Gen Z của nam ca sĩ. Đã thế, anh chàng còn xài chiếc icon cười ra nước mắt đang cực kỳ thông dụng trên Facebook nữa chứ, thế là leo lên top trending ngồi luôn. Nhưng một lý do khác khiến nhiều người sử dụng hashtag Sơn Tùng MTV là tên của nam ca sĩ cùng fandom Sky, đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong một bảng xếp hạng fandom nổi tiếng toàn thế giới của Wikipedia tiếng Anh. Bên cạnh rất nhiều fandom K-pop đình đám khác như ARMY của BTS, Blink của Blackpink, VIP của Big Bang, ESOL của ESO, ELF của Super Junior.
Những ngày qua, việc nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận con nuôi thứ 8 đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Việc nhận nuôi 8 đứa trẻ không phải chuyện đơn giản, và việc đảm bảo cho các con một cuộc sống tốt, đầy đủ lại càng khó khăn hơn. Với Đỗ Mạnh Cường, anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con, bởi anh biết các con đều không may mắn như các bạn khác khi không có một gia đình trọn vẹn, được hưởng sự yêu thương chăm sóc của gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con. Các bé được anh cưng chiều, nâng niu như con ruột. Anh không ngại chi hàng trăm triệu để mua hàng hiệu cho các con. Chính vì thế, nhiều người cũng thắc mắc chi phí hàng tháng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường phải bỏ ra để nuôi 8 con là bao nhiêu. Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã tiết lộ số tiền nuôi dưỡng 8 người con qua một đoạn bình luận với người hâm mộ. Cụ thể, có người ngỏ ý muốn được anh tặng váy để hội chị em đỡ phải giành nhau, nhưng anh từ chối khéo bằng giọng điệu hóm hỉnh. Vậy ai nuôi con giúp bố Cường đây? Anh tiết lộ chi phí mỗi tháng để chăm sóc 8 đứa con rơi vào khoảng 200 triệu đồng. Số tiền không hề nhỏ, nhưng đó chỉ là các chi phí cơ bản, chưa bao gồm tiền shopping, cho các con đi du lịch, giải trí. Đỗ Mạnh Cường từng chia sẻ, để chăm sóc chu đáo cho các con, anh thuê cùng lúc hai vú em, một người nấu ăn, một người cai quản nhà cửa. Các con đều được anh cho học tại những trường top đầu với mức học phí cao ngất ngưỡng. Từ lúc nhận nuôi các con, Đỗ Mạnh Cường phải học cách tiết kiệm để đảm bảo tài chính cho cả nhà. Từ một người sẵn sàng chi vài trăm triệu cho hàng hiệu, anh đã biết cân nhắc hơn khi mua sắm. Những đứa trẻ đã khiến Đỗ Mạnh Cường thay đổi thói quen tiêu tiền, khiến anh chậm lại một bước, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vung tay. Diệu Nhi là một trong những diễn viên hài trẻ được mọi người yêu thích nhất hiện nay, xuất hiện từ màn ảnh ngoài các rạp chiếu phim đến game show và cả sân khấu kịch. Bên cạnh thành công trong nghệ thuật, cô nàng còn được công chúng chú ý bởi mối quan hệ với bạn trai diễn viên Anh Tú. Mới đây trên story Instagram cá nhân, Diệu Nhi đã khoe đang thưởng thức loạt món ngon đặc sản như phở cuốn, bún ốc, bún lương. Tuy nhiên lướt đến ảnh bát miếng lương, dân tình lại phát hiện ra chi tiết đặc biệt. Thánh Soi đã nhanh chóng nhận ra cô đang ngồi cạnh một chàng trai có hình xăm ở vị trí không lệch đi đâu được với diễn viên Anh Tú. Dù người đẹp đã dùng biểu tượng lớn để che đi vị trí lộ cánh bạn trai, nhưng vẫn không qua được mắt các Thánh Soi. Thậm chí khi soi cận cũng có thể cho rằng hình xăm của chàng trai ngồi sát Diệu Nhi và hình xăm của anh Tú là một vì màu sắc, kiểu dáng khá giống nhau. Được biết cặp đôi nên duyên khi cùng làm việc chung ở sân khấu kịch và đi quay một số tiểu phẩm. Gian đầu hẹn hò, họ thoải mái chia sẻ với khán giả và truyền thông, nhưng sau đó cả hai quyết định giữ kín riêng tư và tuyệt đối không nhắc đến nhau. Thậm chí có nhiều nghi vấn tan vỡ xuất hiện, người trong cuộc thường khéo léo từ chối đưa ra câu trả lời. Tuy vậy, khán giả vẫn tin chắc rằng cả hai luôn hạnh phúc thông qua loạt quần áo phụ kiện mà họ diện khoe trước đó. Đồng thời một số góc chụp ảnh cũng để lộ Diệu Nhi và anh Tú đang ở cùng một không gian, địa điểm, cố giấu sự hiện diện của đối phương. Trên xã hội mới đây lan truyền câu chuyện đầy xúc động của một tài xế giao hàng lớn tuổi, khiến bất kỳ ai xem qua cũng thấy ấm lòng. Theo đó, đây là sự việc được tài khoản Hoàng Kim Quân chia sẻ, mà nhân vật chính là chú Trịnh Hữu Thái, 20 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. Thể người shipper này vận chuyển đơn hàng trị giá 400 nghìn, tuy nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, do vẫn mải mê với công việc mà chú Thái hoàn toàn không hề hay biết, khách hàng đã chuyển nhầm cho mình một khoản tiền vô cùng lớn, từ 400 nghìn thành 400 triệu. Sau khi phát hiện, nam tài xế đã nhanh chân tìm cách trả lời số cho khách hàng. Lần đầu tiên trong đời gặp trường hợp có chú đi giao hàng cho khách, đơn hẹn 400 nghìn, chuyển nhầm thành 400 triệu. 6 giờ 30 chú mới biết thì vội vàng ra ngân hàng để gửi lại khách vì tài khoản có hạn mức không là được số tiền lớn như vậy, và vội vì sợ ngân hàng đóng cửa. Sau khi nhận lại 400 triệu, khách đã chuyển đúng 400 nghìn cho chú. Đi kèm với bài đăng là hình ảnh chú shipper cùng những hóa đơn chứng từ xác nhận đã chuyển trả lại số 100 triệu đồng do nhầm lẫn. Sẻ với báo chí, chú Thái cho biết lúc đó cũng sắp đến giờ ngân hàng đóng cửa nên bản thân cũng run, phải tìm cách trả lại luôn kẻo người ta nghĩ mình tham. Thái nói, mặc dù đã bước sang tuổi 50, thế nhưng người shipper này vẫn lập gia đình sau một tai nạn giao thông. Chân chú không còn lành lặn như người bình thường. Hiện chú Thái vẫn đang sống cùng với mẹ già. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng cũng đã để lại rất nhiều bình luận. Đa số đều cảm kích trước hành động đẹp của shipper, đồng thời cầu mong chú thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đời, giúp người, tô điểm thêm cho cuộc sống bằng những hành động đẹp.